Ok anh em. Hello anh em. Cũng lâu rồi chưa có quay Winner cho anh em ha. Hôm nay mình quay em Winner 62 dân dình dết dết. Tại dạo này tình hình mọi thứ nó đang căng anh em, cho nên mình quay test xe nó hơi khó một chút. Quay đăng lên YouTube thì nó hơi căng lắm anh em. Đó, vừa mới nói test là test liền anh em. Sợ cái gì. Bây giờ xem mình đang đi cái bánh căm á, mà sao nó hơi bị lỉ. Kéo lên là nó bị lỉ lỉ. Vô đất, đường đất là nó sẽ bị lỉ anh em. Đó. Ok ok. Chạy bị đánh luôn. Nó chân cài gầm. Sao con đường kỹ đẹp hả? Ừ. Ra lại con đường này anh em. Con đường này mình bị té xe nè. Đó, cái khúc ai muốn kiếm là giải kiếm đó. Đúng rồi, cái đường này nhiều anh em hỏi lắm mà có chỉ anh em vô cũng không được, tại nó đi quằn quèo lắm. Đó, từ cái đường đó từ lúc mình té hình như té chỗ nào quên ta. Té đây luôn nè. Chỗ ngay đây nè anh em. Đó, chỗ mình xe là từ ngay đây tới đây một chút. Giờ ra lại ôm lại kỷ niệm. Lâu quá chưa quay Winner, hình như từ xưa giờ anh với em đâu có quay Winner đâu, phải không? Chưa có Winner nào anh. Đó. Cái Winner này cái màu nó hơi bị hot luôn anh em. Màu đen phối màu này nó đẹp anh. Nhưng mà chắc chủ này chắc cũng sợ công an sao mà làm cái bô đi nó không đã cho lắm. Bô này hơi bí xíu. Đúng rồi. Đây mình đi chủ xe nó ở Sài Gòn anh. À. Làm bô này nó hơi bí xíu nhưng mà nó thay cổ tăng rồi. Wow. Nó có rít bô thôi. Đây là cái chữ Winner đâu, VR. Mất chữ E chứ mất chữ N rồi. Không mới. Ok, tí mình sẽ quay cho anh em coi kỹ mọi cái chi tiết luôn nha. Cái chiếc này thì nó nhiều cái hay lắm anh em. Ok. Bây giờ là cái chiếc này là chiếc 62 phải không? Đúng vậy, xe 62 Vinvin. Xe này bụng giữa chưa dễ nha anh em. Nhưng mà cái màu này em thấy phối đẹp quá. Màu đen xanh. Nhưng em, mà lần đầu tiên em mới tận mắt em thấy được cái màu xanh này nó phối với màu đen này. Nhưng mà anh nhìn gần á, anh thấy cái màu nó hơi có cái gì á, tím tím á. Đúng rồi, nó pha ca mây. Ca mây. Nhưng mà những cái màu sơn mà nó có mấy cái tím tím này ra nắng rất là đẹp anh em. Này không phải gọi là kim tuyến nha. Này là trong sơn thì ta gọi là ca mây. Đây ra nắng thì rất là chói chang. Màu đen ca mây xanh xanh. Xe này thì em mới mua lại của chủ xe này ở Đồng Tháp. Cũng nói chung là chịu chơi á. Xe này chỉ đi kỹ. Xe được cái đát xe anh. Cái đát xe này rất là cao, xe đời 2019 mát đời Winner V1 luôn. Là đời cuối 2019 của Winner V1. Đúng vậy anh, qua 20 là hơi ít rồi. Nhìn cái màu xe rất là đẹp. Nó chạy ra hoài là thấy người ta là để ý liền. Nhìn nó chói chói hay sao á. Cái này là không phải là nó, cái này nó sơn lại nha anh em chứ. Đúng rồi, mấy cái nhựa này không, hình như là không đặc có bán biệt, luôn á. Thiệt là đặc biệt là cái nhựa nhám này anh em sơn là phải sơn rất là kỹ mới được. Chứ mà anh em sơn không kỹ nó dễ chóc. Tại vì cái nhựa nhám này rất là dễ bung. Mình xịt á, mình xịt nước vô á, mình xịt nước mà nước mạnh vô rửa máy thôi. Sửa cái giữa cái tia nước mạnh á là nó bung liền.
Rồi anh em thì mình em nói sơ sơ về cái máy trước đi anh ha. Cục máy trước đi. Máy trước đi. Thì xe này thì đây mình quay ở dưới đây cho anh em xem. Lồng ICS nha anh em. Xe này lồng ICS 62 2 bích tông TA. Thì xe này xe bụng 62 gen zin bụng giữa chưa trẻ. Lồng ICS đây. Bích tông TA 62, trái này trái đầu bằng thôi. Đầu này đầu zin làm lên số bắp 20-23. Thì cam này cam BGT. Nói chung là cái xe này á em mua lại của một thằng em nó chơi xe thì cũng kỹ, rất là kỹ. Bởi vì em mua cái xe tại mua cái đồng tiền nó cao hơn xíu, cái xe nó chất lượng là được rồi. Thì em nổ máy nhẹ để cho em nghe trước cái đi. Ok. Cái bô này nó hơi bí xíu. Xe nó hai cam thì nó đi nó lên cái đề nó lên chậm lắm chứ không phải là nó lên như ẹt không bằng SOHC được. Nó chạy bằng tua máy, hầu như nó chạy bằng tua máy nhiều hơn. Cái tua máy càng cao thì cái tốc độ nó lên càng nhanh. Cái xe này thì hồng xăng 34, SCK 34. Thường gọi là Sunwer đó. Nhưng mà anh thấy mấy chiếc mà DOHC mà làm 62 hay là 65 zin nữa, giống như là cái máy zin đi hết luôn à. Máy zin thôi. Nó rất là hiếm khi hư luôn, cho dù anh em cố ý phá luôn á. Rồi, nói về EQ. Thì xe này thì EQ Uma M5 đây. Thì cái EQ này hồi nãy anh Ben nó có cái gì ta? Có chỉnh Bluetooth. Đúng rồi, có cái gọi cái gì ta? Bắt file đồ trên điện thoại đồ hết. Em mua thì em như xe này còn có cái này cù cũng có dây cáp luôn ha. Có dây cáp thì đủ hả? Em mua mà em quên xin nó cái mã để anh em mình chỉnh được mãi, mà nếu mà em quay mua mà em xin được cái mã đó anh em mình chỉnh bắt file nghe chắc cũng hay lắm ha. Rồi vì cái phần máy xe này thì nói chung là chất lắm, em chấp nhận là rất là chất, nhưng mà cái đề nó hơi thấy nó hiền xíu thôi, nhưng mà cái đuôi nó rút nhanh rất là nhanh. Thì mấy xe này làm là chắc chắn là canh bài đi tour đi đồ rồi. Thường đi tour nhiều á, chứ nếu mà cái xe dợt thì mấy xe này hiếm xe nào dợt lắm. Đúng rồi. Dợt bây giờ ra đường cũng nhiều chiếc xe dữ lắm anh em. Cái form xe này thì chủ xe dọn thì cũng khá là đẹp. Có miếng tem nãy đi gấp quá, thật sự là hôm nay hai anh em mình hết xe quay rồi. Đúng nha rồi. Anh em không còn xe để quay clip, để lấy đại cái xe này thôi, thấy cũng màu nó cũng khá là đẹp thôi, rồi lấy mình quay đại. Cố gắng tìm xe quay cho anh em coi, mà có xe nào quay xe đó thôi anh em. Nói về cái dàn máy thì mình nói sơ sơ vậy thôi. Máy thì chất lượng, máy này thì nói chung là cảm nhận thì rất là ok nha anh em. Về anh xe này là hiện tại em cũng có bán luôn, là em bán 29.500, 29 là số Đồng Tháp chính chủ 29.500. Là cái dàn chân cũng đi mâm Jason Boy nữa à, không này mâm nó mâm này mâm ghét leo anh, nhưng mà nhìn từ xa tưởng Jason Boy thôi. Mâm ghét leo, nhìn ghét leo nhưng mà nhìn thì cũng đẹp đó. Bộ đẹp nha, này mâm này chủ xe là có sơn đây rồi. Ghét leo 6 cây, mâm ghét leo 6 cây. Funer á, anh em biết không, Funer là đặc biệt được cái dàn phục trước của nó rất là đậm, đi rất là cảm nhận rất là đậm luôn. Đúng rồi, tại vì anh em thường ha, mua những cái ad về anh em mua sàn phụ Winner vô lại vậy đó. Đúng rồi, thì nó đậm lắm. Anh em mà ad mà đi tour đa số bỏ phụ Winner vô thôi, phụ trước Winner á. Thì nói với lời xem thì nó cũng tương đương với nhau đó, cái độ đậm này thôi là khỏi nói rồi. Xe này thì ốc Salaya thì full xe nha anh em, rất là nhiều. Rồi nói về cái phần nó bị bô cái gì, bô đi. Xe này hiện tại cái bô nó rất là bí. Nếu mà anh em mình để đi tour thì anh em mình lên có thể lên cái bô nó lớn hơn xíu. Hình như bô đi cũng được rồi, nhưng mà bô này làm theo bài. Bô này bô Sonic Zin nha anh em. Thì chủ xe móc theo bài hai cổ lớn luôn. Cổ này cổ tăng nha. Cổ tăng rất leo luôn nè. Hàng cổ tăng lên tại cái máy này là máy 62. Thì có cái bô thì nó mở lỗ không có lớn nhiều thôi. Thì nói chung mà đi cũng ổn định á, đi vòng Sài Gòn này cũng ok. Chạy cái tốc độ nó không có cao thôi rồi thì ok á, nhưng mà nếu anh em đi tour thì có nên lên cái bô lớn thêm xíu. Rồi nói về cái phần
vàng chân. Vàng chân thì nãy anh em mình nói về mâm mà phải không anh? Mâm rồi. Dạ, cái gói gấp này hôm qua giờ em coi, em nghiên cứu hoài mà em thấy gấp này nó lạ quá. Gấp này có để tên em, anh Ben quay cho anh em xem tên gì vậy? Gấp Margit. Margit hả? Margit Boy. À, Margit Boy. Cũng là gấp nhôm luôn, gấp nhôm si á. Lạ quá anh ha. Mà phay cái mẫu này chưa có cho em không anh? Có luôn. À. Nhưng mà anh cảm nhận gấp này chỉ là đẹp thôi, chứ thật ra mà 62-65 mà đi mấy cái gấp này nó rất là sàn. Sàn không anh? Chạy tốc độ nhanh nó sàn. Cái mâm này tại mâm bạn nhỏ sẵn nữa rồi. Đúng rồi. Đi gấp này đó thì nó chắc nó sàn cũng hơn hiu hiu xíu anh ha. Chỉ là... Nói chung á, xe em bán là có sao em tả vậy thôi, chứ em không có nói cho cái xe mình nó hay để mình đúng bán rồi. Được xe thì có sao mình tả gì không. Nhiều khi anh em á vẫn thích, anh em mua về anh em làm theo ý anh em lại nữa, chứ không có phải mà mua về để đi không được. Gấp quá đẹp. Xe này thì cũng có chạy đi Dyno này nó hết rồi. Dyno ok nó hết, ngọt ngào hết. Mà nó chạy chủ yếu rồi, cái xe này nó đi cái đuôi, nó đuôi nó hút sâu lắm. Còn cái đề nó hơi chậm xíu. Rồi nó vậy bè phụt đi anh. Phụt này nó giấu cái bình dầu mà hôm qua em nói ủa sao phụt này nó có bình dầu mà không để bình dầu ở ngoài đây ta, kỳ vậy ta. Thường là để bình dầu ngoài đây nè. Đúng rồi. Mày chủ xe nó giấu. Giấu trong tuốt trong đây nè anh thấy không? Đó. Cái đây nhìn kỹ mới đẹp. Đúng rồi. Còn không là nhìn giống như là phụ không có bình dầu luôn. Không, thường á, sau này em thấy anh em hay hay cắt chỗ này nè anh. Đây. À. Thường sau này anh em hay cắt chỗ này dời cái bình ắc quy lên trên đây nè anh. Đúng rồi. Cắt chỗ này nhìn nó thật sự là cái xe nó xấu lắm. Theo cái quan điểm của em như vậy thôi. Cho nên mình để cái thường anh em được cắt cái này để y nguyên vậy luôn. Em nghĩ là sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vinh thì để theo dáng vinh luôn. Đúng rồi. Chỉ có rider hoặc là size chia thì anh em gỡ cái này ra nó đẹp, nhưng mà còn winner thì anh em gỡ ra cắt ra thì nó xấu lắm thật. Đúng sự rồi. Còn phụt này thì phụt gác leo phải không anh? Gác leo, phụt gác leo bình dầu lời nha, bình dầu đây giấu tuốt ở trong đây này. Phụt này đi cũng rất là im nha anh em. Phụt này là em chạy rất là nhiều xe gắn phụt này rồi, không sàn bao cũng không bao giờ sàn. Phụt này đi rồi ok luôn á, ổn định không có sợ xì dầu nữa rồi. Xe này thì cái chi tiết của nó thì nói chung là cũng đơn cũng giản. Cũng lên ốc Salaya rồi nè. Full xe. Cái cần số này cần số gì ta? Cần số X1R. À. Cần số nhôm luôn. Cần số nhôm luôn ha. X1R. Thì cái dĩa này á, chủ xe hôm qua có nói với em á là canh dĩa tại chủ xe nó tầm khoảng 80kg anh. Dữ rồi, nặng dữ à? Nặng dữ lắm. Canh xe canh dĩa nó sẵn rồi. Thì xe này á, qua cái bài review này, ví dụ mà anh em nào có mua về chơi thì anh em nên canh dĩa lại. Thì nếu mà anh em đúng dĩa đúng ký với chủ xe thì chủ xe cũ thì anh em nên để cái dĩa này đi thì nó ok hơn. Rồi cầm, nói về cầm. Cầm này thì nó cũng nhạy lắm. Cầm này không biết cầm gì. Cầm TZM. TZM hả? TZM. Im lắm á. Em chạy em thấy cầm này nó im ghê luôn á. Thì nó giống như là cái cầm Domino vậy á, nhưng mà TZM này của Yamaha. À. Cũng 700 hay mấy trăm á, quên rồi. Móc cũng khá là chi tiết anh em thấy không? Đúng rồi. Móc là cũng khá là ok á. Nói chung á cái xe này thì theo em cảm nhận thì nó cũng đang ấy bò lên luôn rồi. À. Thấy màu này đừng có ủi luôn nha. Mặc áo màu đen nó ghê rồi. Không, màu đen nó ủi là màu đỏ mới ủi. Ghê quá. Cho nó đi qua, đừng có thường không dí đâu. Lặng lại tới ủi rồi, chờ kịp luôn á. Không, nó không dám mà. Không, nó né đường. Lâu rồi, lâu lắm rồi mới thấy bò. Né đường đi đàng hoàng chứ bộ, chứ đâu đi ra đường tắt luôn đâu. Rồi, anh em mình vô tiếp tục công việc đi. Thì nói về cái phần máy thì dưới phần ngoài thì nó cũng không có nhiều chi tiết để tả. Thì cái xe của mình thì xe này mình mới vừa mua nha anh em, mình mua từ ngày hôm qua thôi, mình không có dọn gì hết. Tại vì mình thích, thật sự là mình thích mua những cái xe mà về không dọn. Cái mùi xe nó ghen sẵn như vậy về anh em chỉ đi thôi, còn những cái nào mình lặt vặt anh em về phải làm theo ý của anh em nha. Còn xe thì mình mua như thế nào mình cảm nhận mình bật mình xả hay là mình review y hệt như vậy cho anh em. Giờ mình xe này thì cái chi tiết nó không có gì nhiều á, mà đem ra quay rồi sẵn giới thiệu cho anh em coi
Bây giờ mình muốn hấp dẫn một chút thì mình bấm dây cho anh em coi thử luôn. Bấm dây đường này ha. Bấm thử 200m thôi. Hiu vậy. Bữa té đây rồi. Không, bữa rồi mình chạy xa chia là té thôi. Hôm nay mình chạy Winner chắc là an toàn hơn. Xe nó hổn hơn xe bỏ nhiều á. Đúng rồi. Thì mình chạy đường giữa này, đừng có chạy vô đường lá là nó không bị té liền. Xe này có cái yên này, yên này cũng chở gậy là hết bài. Ừ. À, xe này mà chở thêm Winner thì sao nữa ha. Hai bị tới á. Tại xe này phục trước nó cũng hạ nữa anh em. Xe này phục trước thì hạ rồi, em nghĩ chắc hạ rồi. Nhìn cái dáng hơi bị đã luôn. Winner mà anh em mình đi đằng sau nhìn lên á, nhìn cái đèn đằng sau nhìn lên tưởng Sonic không á. Đây nó khác một chỗ là khi nó là Sonic là underbon. Còn đây là xe này ghi đông chân. Còn xe này là cái ghi đông cái dáng này dáng cao khác. Rồi. Thì bây giờ anh Ben sẽ bắp dây, em chạy từ cuối đường ở đó tới đây thôi. Rồi. Tới đây làm thòng rồi coi. Ok anh em ha. Giờ mình bấm dây thử cái chiếc Sam 2 Winner Sam 2 Vinh Vinh này nha. Giờ từ cuối đường đó bấm tới cái vạch trắng này nè anh em. Đó bây giờ xe chuẩn bị lên nè. Lên. Bấm. Đó đời đó. Đó quá đã luôn. Quên bấm dây luôn rồi. Ghê quá sợ không cũng kịp. Bây giờ làm em cái nữa đến cuối đường luôn. Giờ mình test mát đường luôn anh em, cái đường này tầm 400m nè. Chứ 200m là ngắn quá. Quá ác luôn. Em thắng mà từ kia tới đây nó mới đứng lại luôn á. Thắng quá xa. Thì anh em mà đi mà muốn xử lý mà chứng ngại vật nhanh là chỉ có thắng số thôi. Thật sự mình thắng tay thắng chân nó cũng không có hãm máy là liền mà thắng số đâu. Anh em trả về 3 số đi. Anh em bóp con trả về 3 số liền luôn. Có còn nhiều anh em thì sợ cái tua máy đang cao mà trả về đúng thì rồi, nó bởi máy. Như nói chung là mấy xe này khó mà bởi lắm. Anh em cứ trả thoải mái. Phải muốn giờ muốn bởi là bởi đâu. Bây giờ nếu mà anh em làm đúng thời thì đo nén đàng hoàng hết rồi. Đâu phải muốn bởi là bởi được đâu. Thắng là thắng số. Anh em đạp về 3 số liền luôn đi. Cái xe nó khựng máy liền, cái tua máy nó sẽ xuống thấp lại liền. Ok thì bây giờ anh mượn chiếc này anh chạy thử luôn. Ok anh. Chạy trải nghiệm thử coi. Có chạy gì không mượn. Làm cái ầm nữa là xong luôn anh em, là từ nay không ra đây nữa luôn á. Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ lấy một cái chiếc Winner V1 62 Vinh Vinh test thử. Tại ở đây bây giờ không có xe để giật nữa anh em. Giật rất là nguy hiểm. Với lại YouTube giờ đang khó khăn mấy cái chuyện giật xe lắm anh em, cho nên mình test nhẹ thôi. Đó. Quay đầu lại coi. Mình đời thử thôi. Mình coi cái lực của Winner 62 Vinh Vinh nó như thế nào. Tại đa số thì Vinh Vinh thì cái nước hậu thôi. Mình phải nín thở anh em. Mình phải nín thở để mình đời nha. Mình phải nín thở để mình đời. Chứ mình thở thì mình sẽ không tập trung. Cho nên mình phải nín thở anh em. Bây giờ lên cái vòng nữa nha. Lết bánh luôn. Mình không nói là anh em là biết mình đang nín thở rồi đó. Thank you.
đã quá đã nè. Cái nữa đi, đã quá. Ok 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 rồi đó. Không 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 cái tết nữa. Quá đã. Đây là lý do tại sao mấy anh em lên Sam 2, Sam 5 Vinh Vinh ha. Đó là câu hỏi, đó là câu trả lời đơn giản thôi. Setting fire to it all. You know these places.